Chào các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học cách chèn table vào trang web. Nhưng mà chúng ta sẽ học cách chèn table ở chế độ design chứ không phải là ở chế độ coding. Đầu tiên, các bạn hãy khởi động chương trình Reviewer lên. Các bạn bấm nút accept. Trong website, các bạn hãy double click vào trang index để chúng ta tiếp tục chèn table vào trang web. Đây là table mà chúng ta đã chèn vào trang web bằng chế độ code, tức là chúng ta đứng ở chế độ code và chúng ta chèn table vào bằng các thẻ table tr và td. Bây giờ các bạn hãy chọn table này. Để chọn table thì các bạn hãy di chuyển chuột để ngay cạnh bên phải của table, làm sao cho mũi tên chuột hiện ra thành mũi tên hai đầu. Sau đó các bạn click vào cạnh phải của table. Sau đó các bạn hãy bấm nút delete để xóa table này đi. Bây giờ chúng ta hãy chèn table vào lại, nhưng mà chúng ta sẽ chèn vào ở chế độ design. Ở đây chúng ta sẽ chèn table ở vị trí đầu trang web. Các bạn hãy đặt con chỏ ở vị trí đầu trang web, đứng ở chế độ design, sau đó vào menu insert, chọn table. Ở đây nó sẽ xuất hiện ra cho ta một hộp thoại. Trong hộp thoại này nó hỏi row là số dòng, column là số cột. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ nhập vào là 3 dòng 3 cột. Table width ví dụ chúng ta cũng lấy là 600 pixel. Border thickness là 1, có nghĩa là border của chúng ta sẽ đóng khung với đường viền là 1 pixel. Cell padding là 0, có nghĩa là từ văn bản so với cạnh của table là không có hở ra. Cell spacing bằng 0, có nghĩa là giữa các ô sẽ không có khoảng hở. Sau đó các bạn bấm nút OK. Thì bạn thấy nó đã chèn ra cho ta được một table. Và nếu các bạn chuyển sang chế độ click để các bạn khảo sát, thì ở đây bạn thấy nó cũng phát sinh ra cho chúng ta cấu trúc của thẻ table. Đó là trong table có thuộc tính width, border, cell padding, cell spacing, và nó cũng phát sinh ra cho chúng ta các thẻ tr và td. Còn bên trong thẻ td này hiện tại có một khoảng trắng, chưa có dữ liệu. Bây giờ các bạn hãy bấm chọn table, thì bạn thấy nó sẽ xuất hiện hộp thuộc tính của table bên dưới. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn table là canh lề giữa. Khi chúng ta chọn table canh lề giữa thì ở đây nó sẽ phát sinh cho ta thuộc tính align bằng center là canh lề giữa. Bây giờ các bạn hãy cũng thử nhập dữ liệu vào bên trong. Mỗi ô chúng ta hãy nhập vào dữ liệu tương ứng. Còn nhập dữ liệu gì thì các bạn sẽ nhập vào tùy ý. Còn ví dụ ở đây tôi sẽ nhập dữ liệu vào là cứ mỗi một dòng thì tôi sẽ có 3 cell. Thì khi các bạn nhập dữ liệu vào một cell nào đó, vào một ô nào đó, thì dữ liệu nó sẽ nằm đúng vào bên trong thẻ TD của cell đó. Thì thẻ TD là thẻ dùng để tạo ra cell. Ở đây để chỉnh độ rộng cho mỗi cột thì các bạn hãy chọn cột đó bằng cách các bạn hãy để mũi tên vào mí của cạnh trên cùng, thì các bạn thấy nó sẽ hiện thành hình mũi tên đi xuống. Các bạn hãy bấm vào cột 1. Độ rộng, ví dụ ở đây chúng ta sẽ set độ rộng là 200. Cột 2, ví dụ chúng ta sẽ set độ rộng cho nó là 300. Cột 3, ví dụ chúng ta sẽ set độ rộng cho nó là 100. Tổng độ rộng của cell thì phải bằng độ rộng của table. Tất cả các cell này chúng ta có thể cho chiều cao, ví dụ là 100 pixel. Vậy là các bạn đã
nhập được dữ liệu vào cho cell và định được độ rộng và chiều cao của cell. Bây giờ muốn định thuộc tính cho table thì các bạn hãy bấm chọn table. Khi nào mà bạn thấy nó xuất hiện hộp thuộc tính của table ở dưới đây, có nghĩa là chúng ta đã chọn được table. Ví dụ như là cell bedding chúng ta cho bằng 5, thì bạn thấy giữa ở đây chúng ta cho bằng 10 đi cho dễ thấy, thì bạn thấy là từ cái nội dung bên trong cell này nó sẽ cách lề so với cạnh bên trái này là 10 pixel. Các bạn hãy bấm chọn lại table. Ví dụ chúng ta cho cell bedding bằng 5, vậy là giữa các cell bạn thấy nó sẽ hở ra là 5 pixel. Còn border, nếu các bạn không thích border thì các bạn cho border bằng 0, vậy table của chúng ta border sẽ không có. Còn muốn có border thì chúng ta sẽ cho border bằng 1. Ở đây muốn tô màu nền cho cell, ví dụ như là các bạn muốn tô màu nền cho cell số 1 này hay là cell số 2 này. Ví dụ tôi tô cho cell số 1 này thì các bạn đặt con trỏ trong cell số 1 này. Dưới hộp property các bạn thấy có thuộc tính background. Ví dụ đây tôi sẽ tô là màu xanh. Vậy bạn thấy là trong cell này nó sẽ thêm vào một thuộc tính là BG color ở đây cho chúng ta. Còn muốn tô màu cho dòng, ví dụ các bạn muốn tô màu cho cả dòng này luôn, thì các bạn hãy đánh dấu chọn các dòng này. Thì bạn thấy khi chúng ta bôi đen cái dòng này thì thẻ TR ở đây nó đang đánh dấu. Hoặc là các bạn chỉ cần đặt con trỏ trong dòng này, muốn chọn dòng này thì các bạn sẽ bấm vô thẻ TR ở đây. Thì cái thanh chỗ này chúng ta gọi là thanh quyết tắc, dùng để đi nhanh tới một thẻ nào đó. Khi chúng ta đánh dấu chọn dòng TR này thì bạn thấy ở chế độ code nó cũng đánh dấu chọn cho ta dòng mà chúng ta đang vừa mới chọn. Ví dụ đây chúng ta chọn tô màu vàng thì bạn thấy là trong thẻ TR này nó sẽ phát sinh ra thuộc tính background color để tô nền vàng. Đối với table hay là cell, nếu các bạn đứng ở chế độ design mà các bạn muốn làm background thì bạn thấy background là hình ảnh thì các bạn sẽ không làm được. Muốn làm được cái này thì nếu các bạn chưa học tới CSS, tức là kỹ thuật trang trí layout bằng CSS, thì tới thời điểm này thì các bạn chưa làm được. Nhưng mà nếu sau này chúng ta học tới kỹ thuật trang trí trang web bằng CSS thì chúng ta có thể tạo ra các class, mà các class đó có định ảnh nền. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng class đó vào cho table hay là cho cell. Còn tại thời điểm này, nếu các bạn muốn định ảnh nền cho table ở chế độ design thì các bạn sẽ không làm được. Hay các bạn muốn định ảnh nền cho cell thì các bạn cũng không làm được. Muốn làm được ảnh nền cho cell hay là table tới thời điểm này thì các bạn chỉ đứng ở chế độ code để các bạn lấy thuộc tính background cho table ra hay là cho cell ra. Còn ở chế độ design thì chúng ta sẽ không làm được. Chúng ta chỉ làm được khi nào chúng ta học tới bài trang trí layout bằng kỹ thuật CSS. Ví dụ như muốn làm ảnh nền cho bảng thì các bạn phải lấy thuộc tính background ra. Các bạn phải đứng ở chế độ code. Từ Reviver CS4 trở lên thì chúng ta không làm được. Nhưng nếu bạn nào làm trên Reviver CS3 thì lúc bây giờ chúng ta có thể định được ảnh nền cho table ở chế độ design được. Còn muốn định ảnh nền cho cell, ví dụ như là cell này chúng ta muốn có ảnh nền, thì trong cell này các bạn cũng lấy thuộc tính background ra. Thì bạn thấy là trong cell này chúng ta cũng có một ảnh nền, và cả table này chúng ta cũng có ảnh nền. Vậy là cell cuối này bạn thấy có thuộc tính background, và cả table này có một thuộc tính background chỗ này. Vậy là các bạn cũng đã làm được ảnh nền, và ảnh nền cho table và ảnh nền cho cell. Nhưng mà các bạn phải đứng ở chế độ code các bạn làm. Bây giờ chúng ta cũng hãy thử cách trộn cell lại. Ví dụ chúng ta sẽ trộn hai cell đầu tiên của dòng số 1 lại, có nghĩa là chúng ta trộn theo cột. Thì ở đây các bạn bôi đen hai cell đầu, sau đó các bạn bấm nút
Selected Cell Using Pen. Các bạn bấm nút này thì bạn thấy nó đã trộn hai cell này lại cho ta. Và bạn thấy là trong dòng đầu tiên này, cái ô số 1, tức là cái cell số 1 này, nó có thuộc tính con pen là 2, có nghĩa là cell này nó được trải dài chiếm 2 cell. Và bây giờ trong dòng đầu bạn thấy bây giờ nó chỉ còn hai thẻ TD thôi, nhưng mà cái thẻ TD đầu nó chiếm tới 2 cột, còn cái thẻ TD sau thì nó chỉ chiếm 1 cột. Vậy là chúng ta đã trộn được các ô theo cột. Ví dụ giờ muốn trộn giữa hai ô này, tôi muốn trộn ô thứ nhất của dòng thứ hai và ô thứ nhất của dòng thứ ba lại, thì các bạn hãy chọn hai cell này, sau đó các bạn cũng bấm nút mở. Thì ở đây bạn thấy nó cũng trộn lại, và ở đây bạn thấy nó sẽ phát sinh thuộc tính là round ban. Round ban là trộn theo dòng, mà thuộc tính này chúng ta đã thực hành rồi trong phần tạo thẻ HTML, tức là chúng ta lúc chúng ta chèn table bằng thẻ HTML thì chúng ta cũng đã có viết rồi. Vậy là dòng cuối này nó sẽ mất bớt một cell, vì cái dòng cái cell trên đây nó chiếm hai dòng, tức là nó chiếm xuống một ô của cái dòng bên dưới này. Vậy bạn thấy là chúng ta đã trộn được cell thứ nhất của dòng thứ hai và cell thứ nhất của dòng thứ ba lại. Và trong table bạn thấy sẽ xuất hiện thuộc tính là round ban. Còn muốn canh lề cho cell, ví dụ như là chúng ta muốn canh lề cho dữ liệu trong ô này, muốn canh lề theo hướng ngang, thì các bạn sẽ chọn chỗ hộp thuộc tính, chỗ menu ho, các bạn chọn center. Còn muốn canh lề top thì chỗ ver, ver là canh lề theo chiều dọc, thì chúng ta ví dụ chọn là top thì dữ liệu của chúng ta canh lề là top. Nhưng bạn thấy nó vẫn hở so với top là 10 pixel, vì cái table của chúng ta nãy ở đây chúng ta chọn cell padding là 10, còn nếu chỗ này chúng ta chọn cell padding là 0 thì dữ liệu nó sẽ nằm sát vào cạnh của table. Còn cell padding là khoảng hở từ cell, từ cái ô này so với cái cạnh của table. Muốn tạo thêm một dòng nữa thì sao? Nếu table này chúng ta đang có 3 dòng mà chúng ta muốn tạo thêm một dòng nữa, thì các bạn đặt con trỏ ngay ô cuối cùng, các bạn bấm nút tab, thì các bạn thấy nó cũng phát sinh ra một dòng nữa, nhưng mà dòng này nó sẽ lấy đúng định dạng của cái dòng trên xuống dưới cho ta luôn. Có nghĩa là cái dòng phía dưới này thì ô dưới cũng có ảnh nền, và cả table của chúng ta cũng có ảnh nền. Còn muốn xóa dòng thì các bạn hãy chọn dòng, sau đó các bạn bấm nút delete trên bàn phím thì nó cũng xóa dòng. Các bạn có thể đặt con trỏ ở dòng, ở cell cuối cùng, bấm phải chuột vào thì nó sẽ xuất hiện ra một menu. Các bạn chọn menu table, sau đó các bạn chọn insert row or column. Ở đây các bạn có thể cấu hình là chèn theo dòng hay là chèn theo cột. Ví dụ chúng ta sẽ chọn chèn theo dòng. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ chọn là hai dòng. Các bạn sẽ chèn bên dưới hay là chèn bên trên? Ví dụ đây tôi sẽ chèn bên dưới, below là chèn bên dưới. Ok. Vậy bạn thấy là ở đây nó đã chèn cho chúng ta vào hai dòng bên dưới. Còn nếu không thích nữa thì các bạn chọn, các bạn xóa đi. Còn muốn chèn cột, ví dụ như là chúng ta muốn chèn thêm một cột nữa, thì các bạn hãy bấm phải chuột vào một cái ô nào đó bên cột cuối cùng, chọn table, chọn insert row or column. Sau đó các bạn chọn column. Ví dụ chúng ta sẽ chọn là chèn một cột ở phía sau hay là ở phía trước. Ví dụ đây tôi sẽ chọn chèn phía sau. Thì bạn thấy là nó đã chèn ra cho chúng ta thêm một cột ở phía sau. Còn muốn xóa cột thì các bạn hãy đặt con trỏ làm sao cho hiện mũi tên. Ví dụ tôi sẽ chọn cái cột cuối cùng ở đây, sau đó tôi bấm nút delete thì bạn thấy nó cũng xóa cột cho chúng ta. Vậy là các bạn đã biết được cách thao tác với table ở chế độ design, có nghĩa là chúng ta có thể chèn được một table vào bên trong trang web ở chế độ design. Chúng ta có thể định được độ rộng của table, canh lề được cho table vào giữa trang, hay là chúng ta có thể định được border, đóng khung cho table. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không tô màu đường viền cho table được,
chúng ta có thể định được khoảng hở giữa các ô, hay là chúng ta có thể định được khoảng cách từ văn bản so với cạnh của thế bô qua thuộc tính là cell padding. Chúng ta có thể định được độ rộng và chiều cao của từng cell, và chúng ta cũng có thể chọn các cell theo cột hay là theo dòng, và các bạn cũng có thể là canh lề được cho các dữ liệu bên trong cell theo hướng ngang hay là theo hướng dọc. Thì sau này chúng ta sẽ có một cái bài thực hành tổng hợp để thiết kế layout bằng table. Nhưng mà sau này thì kỹ thuật thiết kế layout bằng table sẽ không còn dùng nữa, mà chúng ta sẽ thiết kế layout bằng thẻ div luôn. Thì trong bài thực hành chèn table ở chế độ design này, nếu có bạn nào chưa hiểu về cách chèn này thì các bạn có thể email về địa chỉ mail của tôi